Trời ơi, gái thấu nỗi đau này. Tôi đồng một bụi mía công tình, tôi ngóng tôi trong từng ngày. Tôi đi có mấy ngày về nó ngã lợp đợp hết tơ, nó ngã nghiêng, ngã ngửa, ngã tùm lum luôn. Nói chơi chứ chiều nay ăn cơm với cà nướng. Mà con ra con thấy bụi mía con đau lòng quá. Trời mẹ ơi. Đây con thấy có mấy trái cà nè, hái vô nướng ăn. Đây. Sâu không? Hai trái đó không sâu mà trái này sâu không à. Sao trái cà này sâu không vậy không biết. Thôi rồi. Ủa hết rồi hả? Ủa nhiều lắm mà. Nè, hờ ở đây nè. Cái mía nó ngã không có thấy cà nè, nhớ bữa thấy cà nhiều lắm. Nè. Ủa trái đó sâu rồi nè, đây trái nè, trái này mập ú u nè. Chưa thấy cái cà nào mà xấu như cà này. Cái à. Không có tái là được rồi. Xấu đẹp cái gì. Người ta đẹp mà ta không có tái. Cái này nó xấu mà nó quá chừng tái luôn nè. Hết rồi. Đó. Như đây được một bữa cơm mình thấy không. Ơ đây còn tái nữa. Đó. Hết chưa? Hết rồi. Chắc chưa? Chắc rồi. Không thấy nữa là hết rồi đó. Những cái này mình cất mình để dành lại nè. Móc ương lại tòng cho nó có hàng có lối rồi. Cái này mình đem ra mình xước. Cũng ngon. Ngọt mềm mà. Có mấy cây nó mập lắm. Có mấy cây nó hơi ốm nhưng mà cũng có mấy cây mập ù nè. Chua vô. Trồng được một bụi mía ăn rất nhiều. Nó cứ lẻ con hoài luôn. Lớp tên nó lớn là lớp dưới nó nhúng mọng nữa. Như mè. Ủa bậy nó như măng nè. Bạn ăn mía từ cơm phải không? Không. Ăn mía giải khát thôi. Bây giờ hãy gấp theo. Tiếng rồi dần ơi. Chỉ ăn liền luôn. Nó có ăn á. Nó mới quên rau rồi. Con kiến nó cư còng con mắt nó cắn rồi sao chịu nổi. Thơm quá. Vậy nên mình sẽ ăn cá hộp nha mấy bạn. Cá hộp với cà nướng. Xong. Thơm chưa chú ba? Chín rồi đó. Thôi mình tái này để đi. Đưa vô nó khác mẹ. Đây ăn hổng hết rồi. Đó. Cái cà này bữa nay nó giống như là nó hết vụ hay sao á. Màu nó mới chẹt kỳ cục quá. Giờ đem tỏi ớt.
làm nước tương. Gà nướng thì ăn nước tương ngon. Ngọc thích nước tương. Nước tương của sa tế. Cái nước tương mà tỏi mà đâm á, cái nước tương nó lành lành vậy mà nó ngon. Ăn một cái nó hôi cái miệng 8 ngày không hết. Còn cái nước tương mình bằm thì nó không bằng. Cái tỏi này ngon vậy. Ai mà hẹn hò mà lỡ mà ăn nước tương này một cái ha, đi hẹn hò một cái sướng. Thơm một cái. Đó, ủa chưa nêm mà. Ủa gì vậy? Chưa nêm mà. Nè xong rồi đó. Ok la chưa? Để thử mấy cái cà cái coi. Nghe cà nó nổ cái bụp rồi. Nằm quá. Làm muỗng đây. Hấp. Cái mặn nha. Uống nước tương mà, hãy dắt thêm miếng chanh vô. Tưới lên cà mà. Nhức nách không chú ba? Cà này mà mình nướng bằng lửa này nè, nó mới ngon. Nướng trong lò đâu bằng đâu. Đã chưa? Tội nó thơm. Nó chịu khó lọt nó lâu hơi xíu. Chín chưa? Chín rồi. Khác luôn rồi nè, chín gì nữa. Mưa xuống là chắc chắn con sẽ tầm nguyên một cái vườn cà. Tại vì qua cái mùa mặn, mùa hạn gì mà già, vườn cà nó vẫn còn cho trái ăn. Mà nó sống dai nữa. Chắc chắn đợt này con sẽ tầm hết cái vườn luôn. Rồi nè chú ba. Cơm thôi. Xong rồi. Mời mấy bạn ăn cơm với Ngọc nha. Cà nước tương. Cà nước tương thì bây giờ mình vẽ nó ra chú ba. Mình chan nước tương vô. Đó. Wow. Đó. Muốn nước tương chú ba? Gước gước lên, gước lên, gước lên, gước lên. Gước đại lên đi. Đó. Ừ đúng rồi, vớt ba vớt bỏ vô. Thơm. Ngọt. Sống cơm nhão quá ta. Đó là bình thường mà. Hả? Bình thường. Bớt nhão, bớt khô. Có đó ăn là mừng á. Chứ nó không nhão không khô là nó khác. Ừ, ngon. Tuyệt vời luôn chú ba. Thôi. Đã ha. Ừ. Ăn với cơm nhão nữa. Ăn tới đâu nó nóng tới đó. Nó chạy gần gần. Bà Lý. Bởi con nói cà này tầm không uổng. Tính ra là tầm lâu dữ lắm luôn rồi đó. Mà nó còn sống dai ghê á. Nó ra tái hoài à. Mà mùa nước mặn nè. Khô hạn vậy mà nó vẫn ra trái. Cái đó là nhớ hình như là tầm tháng 10 hay gì. Nó lúc làm trời á. Chủ lại lúc làm. Lúc làm cái vàng á. Ừ. Là mua về tầm tới giờ. Tháng 10 năm rồi. Vậy mà còn có gỡ luôn á. Không có còn ra nhiều trái. Chỉ cần có đủ ăn thôi. Chứ lâu lâu rồi vài trái rồi lấy thôi. Nhúng luôn. Nhúng này cũng ngon nữa chú ba.
nó ngọt ngay à. Rẻ hết cái rồi nè, cái này uống luôn lần nè. Trời này quá tầng hộp rồi chú ba. Ngon lắm. Ừ nè, ngon lắm. Ăn cà, ăn cà nướng á là ăn cái hộp nó ngon. Nè ông ăn đi, con ăn cái ruột, ăn cái này à. Cái cà là con phải ăn cái này. Cái vỏ ngoài con thích nó mềm mập mà, ăn cái này ngon hơn. Nó nhúng luôn hả, khỏi trang luôn hả. Giờ cắn nó như sực 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 đã. Vẽ ra nè. Mấy trái cà mình trồng tính ra nó không có bị sâu á chú ba. Cái cây thì nó vẫn bị sâu đục thân nha. Lâu lâu ngọc ra là cây cà nó vẫn có sâu đục thân, ngọc bắt hoài luôn á, bẻ đọt nó hoài luôn á. Nhưng mà cái trái thì nó ít lắm. Mấy sâu nó ăn không kịp ngọc. Mình có nên chơi hội chợ không ta? Gì? Mình có nên đi chơi hội chợ không? Cái đó là phải là thích. Thích hay không? Muốn hay không? Muốn để thôi. Chứ làm gì cái vụ mình nên không nên? Đi kiếm tiền. Đi kiếm tiền. Đi hội chợ giá nào cũng phải mua. Không nhiều cũng ít cũng phải mua. Mà trước tiên á, con đó của ba biết mua gì. Ông mà nói đúng thì dẫn đi liền. Đi là chợ hả? Kem. Dưa hấu. Nếu không nói mày phái mà. Thì nó cũng gần gần vậy. Mía hả? Không thì, thì cũng cụ thể là cũng giống giống vậy đó. Gom lại cái thôi, kể chi cụ thể như vậy. Cái cây hả? Mua đồ ăn. Vậy cũng đúng. Người ta đi hội chợ bán hàng thương mại. Nhưng mà Ngọc thì đi ra là trước tiên là tém cái mỏ lại trước đi rồi thả đi mua đồ ăn. Lấy sức đừng đi. Ngọc khoái đi mấy cái hội chợ lắm. Tại trong hội chợ người ta bán nhiều đồ ăn lắm. Đồ ăn rồi nước rồi kem nữa. Nghe nói có hội chợ là khoái. Đi vô kiếm đồ ăn. Nè. Tái này ruột nhiều nè. Ủa cái ấy nhiều nè. Học ít vậy. Tại vì nó gom nó tập trung đông đông vui vui người ta đi chơi vui thôi chứ không biết như nó mua gì. Về mua gì cứ lên online mua rẻ. Ở hội chợ trong đó thì con thấy là người ta bán. Hội chợ là vui thôi, chủ là vui đông vui. Các bạn các bè dẫn đi theo gì đó vui xong rồi uống nước rồi đi dạo vui. Chứ còn thật sự người ta mua món đồ nó rất là giá nó cao hơn online. Nó 10.000 mà. Cái gì? Nó thấy bán đồng giá 10.000. Hội chợ thương mại ba đồ mũ đồ nhôm chén dĩa hả, người này ăn món lắm rồi. Ờ quá chú bác cứu cứu để cho mấy cô đồ hình nội tạng là mua được. Con cũng nội tạng mà chú bác. Ừ vậy đi mua đi, để mình đi. Ở xa thằng Lết đi được, ở cái bên không lẽ không đi. Thông thường nó vậy á. Ở xa lại mà. Chùa chuyện hay là khi lại chuyển vậy. Xa đi lên gần nó tắm đi. Nè. Rồi đó cục cơm nè. Giống như bữa mình đi quay cái rừng gì đó. Cái rừng mà đi, có những người với mình lượn kéo bên nhà đâu mà nói thì chưa đi. À gần chim á hả? Ừ. Thì người ta nói mà. Đi du lịch là xách tiền của mình đi tới cái nơi nhàm chán của người khác. Chào tạm biệt mấy bạn nha. Và Ngọc vô Ngọc đi, hỏi chợ ở đây. Let's go, bye bye. À.
nay chấm giữa mình đi hội chợ, mình lên đường mình đi sắm sửa đồ nội chợ của mình coi. Đi hội chợ sắm đồ nội chợ.